Sáng 18 tháng 4 năm 2021, tại đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn chết người liên quan đến xe đầu kéo. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một tài xế 41 tuổi ở tỉnh Quảng Bình điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ móc lưu thông trên đường Trường Sơn hướng từ Đà Nẵng đi Quảng Nam. Đến giao lộ đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường tránh Nam Hải Vân, tài xế cho xe chuyển hướng rẽ phải vào đường tránh Nam Hải Vân thì xảy ra tai nạn giao thông với xe đạp điện do một phụ nữ 59 tuổi ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng điều khiển đang chạy cùng chiều. Tai nạn khiến người phụ nữ và chiếc xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, người phụ nữ chết tại chỗ. Được biết, khi xảy ra tai nạn, người phụ nữ đang trên đường đi khám bệnh. Theo thông tin từ công an huyện Hòa Vang, đây là giao lộ thường xảy ra tai nạn giao thông do nút giao đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường tránh đường Trường Sơn chưa hoàn thiện.